Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về với Hải Tần 568. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh, hộ cho mình nhá. Nhắc nhở dặn dò thế rồi mà cái nguy cơ cao, hôm nay tài nguyên chiến là hơi ít người này. Mình đã dặn ít nhất có hai bạn đồng ok với mình lúc 7 giờ tối rồi, bây giờ sát 7 giờ tối vẫn chưa thấy mặt đâu. Thì ở đây hiện tại mỗi Đạt là on thôi. Đạt thì mình cầm nick Đạt, tên Đạt on thì hay không thì không quan trọng lắm, mình không on thì mình cứ xông vào mình on đấy. Còn nick top 2 giờ sẽ đăng nhập vào nick top 2 để vào chuẩn bị cho tài nguyên chiến. Còn quan trọng là mấy bạn khác không thấy mặt đâu cả mà ok ok rồi không thấy đâu cả. Còn tham gia cái tổ chức nó chán thế không biết. Chẳng lẽ bắt các bạn đưa hết nick cho mình vì các bạn mình ngại cầm nick, các bạn sợ bị lừa ấy. Đây mình vừa nick top 2 mình đang đăng nhập vào sáng đèn rồi này. Thực ra ấy, nếu ba nick mỗi nick đều mua lên thắng cả thì ok, nhưng mà các bạn vì nick Đạt là nick cày chay nên mình cũng không muốn em nó mình cũng không muốn em nó phải dùng vàng làm sáng cờ những em nó đen. Nên là cố gắng sao làm mới bằng chiến tích. Thì nếu mà cố gắng chiến tích thì nếu mà hên thì cũng ra được cờ lên thắng là được. Thì 3 năm 15 là xong mà. Thì đánh với máy rất là dễ. Nhưng tuy nhiên nếu thêm một ông nữa vào thì đỡ áp lực phải lên thắng nhiều. Đấy. Ba người mà liên thắng hết là cân liên thắng cân 5 hết là 15 nick rồi. Tại vì đánh với máy chỉ có 15 tướng thôi, nó không có nhiều đâu, chỉ có 15 tướng thôi. Nhưng quan trọng là câu chuyện là phải ra cờ đi thắng. Mình nick này nhiều vàng hay nick bạn top 2 thì thấy vàng cũng nhiều thì hai ông nhiều vàng thì không ra được cờ liên thắng thì mình ấn bằng vàng là mới 50 vàng là xong ấy. 50 vàng mấy lần là xong, nó chỉ có bốn loại cờ thôi. Tất nhiên mình sẽ dùng chiến tích trước. Nhưng mà sau hoàn toàn lúc cuối không kịp có thể làm sáng cờ luôn. Nhưng quan trọng áp lực với nick của Đạt thôi, nick Đạt thì mình thấy là không có nạp nên là mình ngại. Đúng đây ra mình phải hò thêm một vài bạn nữa lên để cho sao để cho các bạn vào phát được cân được auto 3 mình địch nó quá yếu ấy. Nên là vào trong chiến trường nhé. Áp lực quá, bắt đầu đã dặn dò thế mà có vào đâu. Trước mắt cứ dùng chiến tích trước đã nhé. Nếu ôi giời ơi, cái nick đã giàu còn ra liên thắng này, trời ơi là trời. Cái nick giàu nhất để ra liên chiến này ghét thế không biết được. Áp lực đấy, bây giờ chỉ có thế, ở góc dưới chỉ có 3 người thôi. Có Hùng, có Đạt với mình thôi, cái webcam mình che mất từ góc dưới chỉ có 3 người. Nó xếp kiểu chéo chéo thì đối xứng là chéo chéo bên này. Cái nick mạnh nhất ra liên chiến mới đau chứ. Bây giờ mình chờ cái nick Đạt xem nó báo có ra liên chiến không, thấy em đang on rồi. Đạt ra liên chiến thì chả lo gì đâu, còn nick kia không ra là mình dùng vàng mình ấn thôi. Mình chỉ áp lực mỗi cái nick của Đạt thôi. Để ấn liên tục, còn không biết Đạt có biết đánh tài nguyên chiến không nhỉ, gần sợ không biết đánh ấy chứ. Phải sáng là cái cờ liên chiến ấy. Nhắn qua Facebook một tí biết lối ấn không, không chết dở chứ. Mình rất cần cờ liên chiến vì liên chiến với máy rất là yếu. Mình 100% những cái nick vào đánh là sẽ auto win luôn. Hoặc bây giờ có thêm một ông nữa xông vào. Nhưng mà sợ không ông nào vào ấy chứ. Nói chung là ăn gặp mấy cái hội kiểu này chán lắm nhé. Nên nhiều khi cứ bảo vì sao mình cầm hết nick trong hội đấy. Bây giờ thì mình chỉ cần cầm thêm nick nữa mình lock luôn, mình đánh luôn là xong. Nhưng mà đây vì các bạn là mình không có cầm thêm nick nữa, mình cầm đủ 3 nick để đi grand line đấy. Nên nó có vấn đề vậy. Chẳng lẽ bây giờ bắt tất cả các bạn giao hết nick cho mình. Sao mình giống nhiều khi có cái khổ cái này. Mình cầm nick các bạn, nên lúc các bạn bận các bạn nhờ thì em không on giúp. Mà on giúp hết người này người kia thì mình làm gì có thời gian đâu. Mình bận bao nhiêu thứ mà sao mình có thời gian được ấy hết được. Nên nhiều khi có cái khổ của mình như vậy chứ. Nên mình không muốn cầm nhiều nhưng mà không cầm thì lại dở cái câu chuyện là không cầm thì không xử lý được. Nên nhiều khi nó khổ vậy. Đã phải nick nào cũng nạp tiền có nhiều vàng đâu. Bây giờ chỉ cần thêm một hai ông nữa vào xong mà cuối cùng không có ông nào vào. Nó ghi đã ok ok rất nhiều rồi. Nên nhiều khi bực hết cả mình ấy. Cái nick kia thì vẫn chưa được liên thắng thì thời gian còn nhiều, mình tiếp tục cái bình tĩnh mình đi nâng cấp cờ. Cái nick còn nick chính của mình, cái nick Hùng Akira thì hiện tại là mình không có cần, tại vì nick Hùng Akira nó ra liên chiến được rồi. Thì nó auto cân 5 là ok rồi. Chỉ còn mỗi cái nick áp lực cái nick kia thôi. Thế nói chung nhiều khi nó cuộc sống như thế, cái thằng giàu ấn phát ra luôn. Ông nghèo thì ông ấn mãi đéo ra nên mình cũng sợ nick bá đạt lại không ra. Thế còn nick này Hùng Akira thì quá nhiều vàng thì ấn một phát được liên chiến luôn. Thế còn nick nào đánh được sẽ auto thắng vì máy rất là yếu ấy. Còn nếu không được thì chắc em nó phải dùng vàng mà ấn thôi, chả biết làm sao nếu muốn thắng. Còn không thì sẽ bị thua. Thế còn đánh cái này không khó nhá. Nhưng mà tuy nhiên nó bị khó cái lúc đấy thôi. Thôi mình dùng vàng làm sáng cờ bên kia thôi. Mình phải nhắn em nó thôi, không kịp thì ấn dùng vàng làm sáng cờ thôi.
để lấy được đủ nick để cân nó xong thì này chỉ đánh một lần là xong ấy. Ok, em đã bảo được rồi là ok rồi. Như vậy hiện tại cả ba nick là được, bây giờ chỉ không có nick nào mất kết nối là được. Đây, chờ đánh là được. Ôi giời, chán lắm. Như vậy là ba nick này cân được vậy là tốt rồi. 3515 mà. Còn cái này địch rất là yếu nên không sợ cái này. Nói chung là rất là phê bình các bạn khác, rất nhiều bạn ok với mình rồi, có vài bạn ok với mình rồi. Cuối cùng chả ông nào vào. Bây giờ chỉ ở yên đây chờ đánh thôi. Chứ là đánh cái này nó hoàn toàn không khó nhá. Ví dụ các server đánh nhau ngày xưa ấy, cái thời mới ra game ấy, các hội đánh nhau mới ác chiến nhá. Từ thời này đánh với máy có cái quái gì đâu. Thế cuối cùng nhiều khi bảo anh em cố gắng, ví dụ anh em bảo không on được thì bảo tôi không on được, xong cái gì mình sẽ nhắn tiếp là thế thì bạn có ngại không đưa nick cho mình cầm mình on đánh giải đấu rồi sao, đúng không? Nhưng mà đây các bạn bảo on được mà các bạn không on thì đúng là thật sự giết mình thì còn gì nữa, khổ quá trời luôn ấy. Bây giờ thì chờ còn mấy phút nữa thôi là sẽ đánh thôi. Nói chung là cứ bình yên không bị mất kết nối là sẽ đánh thắng được. Còn bây giờ thì em một ông nào mất kết nối, ví dụ ông top 2 vào nick phát là mất kết nối mà ông không vào luôn là mình chết luôn đấy, áp lực ở chỗ đấy luôn đấy. Còn giờ ấn khích lệ cho vui cũng được, còn đấy, ấn làm thành tựu luôn cũng được. Thế còn ra bây giờ không cần ấn nữa. Nói chung nhiều cái gì khi khốn khổ nhé. Thế cái này mỗi người góp sức một tí rất là nhàn nhé. Nhưng mà không ai góp sức là rất là mệt đấy, nhiều khi nó dở vậy. Còn đánh cái này có khoảng 10-15 phút là xong ấy mà. Vậy cái này đánh xong một lần rồi còn không còn đánh lại nữa. Do nick này, cái hội này chưa đủ level đánh cái mỏ cao nhất ấy, thì có thể phải đánh thêm một lần nữa khi lên được mỏ cao nhất. Còn ở giai đoạn này thì hiện tại chưa cần. Đây đoạn này đánh tạm mỏ 45 sống tạm đó, xong bây giờ lên là cấp 75 đánh thêm lần nữa là xong. Chứ còn đánh suốt ngày cũng mệt mỏi lắm. Và server này không lo bị cướp, tại vì có cái hội nào cướp của ai đâu. Đây nhiều khi khốn khổ đấy. Đánh có 15 con boss mà không on được thì đau chứ. Mà không on được thì bảo một câu để mình đi mình cầm nick cho sau. Nhiều khi không on được cứ bảo ok cũng vào đéo on. Nhiều khi vì sao trên video khi mình bức xúc mình mắng vậy. Tại vì đơn giản nhiều khi cũng vậy, tại vì các bạn xử lý nói chuyện chả đúng gì cả. Bảo thôi hôm nay tôi có lẽ tối nay tôi bận rồi, để mình có phương án mình xử lý xem mình có cầm nick của bạn không nhé, hay bạn có tin tưởng đưa mình không. Ví dụ bạn không tin tưởng đưa mình, có thể mình lại gạ được bạn khác, có thể bạn này không đưa, có thể bạn khác bạn đưa, mình chỉ cần thêm một nick nữa thôi là auto win mà. Đây nhiều khi để lâm một cái cảnh nhiều khi top team luôn ấy, bảo chả biết có được không. Còn đánh cái này gần như chắc chắn là win đúng không, tại bình thường đánh một phát như được 3 tăng thêm 2 lần thắng là 5. Nó giống như công hội chiến đánh 5 người ấy, thì 3 5 15 là giết hết mấy cái này thôi, địch cứ chỉ có 15 thôi. Còn cái này tối đa được cho vào tối đa là 50 người, nhưng đấy câu chuyện các công hội có người chơi thôi. Còn đây mình đánh với máy, tức là khi không ai báo danh khác ngoài máy ấy, thì đánh với máy chỉ có 15 người địch thôi. Còn khi mà nó có nhiều hội đánh nhau ấy, cần phải đi chọn phe nào đánh cơ. Nhưng đấy câu chuyện ngày xưa, còn ngày nay thì không cần, ngày nay thì gần như không lo cái đấy. Còn đây may mắn là chút xíu là nick đạt là lên được cái cờ liên chiến rồi, bây giờ chỉ lo mỗi sự cố và mất kết nối thôi. Tức là ví dụ mình bị mất mạng, hoặc là bạn top 2 xông vào nick mà không vào trong này ấy, là chết mình luôn đấy. Vì mình đang on nick top 2, còn Đạt đang on nick của Đạt, đúng không? Thế nhiều khi bảo vì sao cứ cầm nick như thế, nhiều khi mình rất là bực luôn khi mình không cầm nick như vậy. Và mình cầm nick chỉ sợ các bạn nhờ nhiều mình cũng chết thôi. Các bạn nhờ nhiều quá mình cũng ốm đòn. Còn đây mình đi làm tí cái thành tựu luôn. Mình đi cổ vũ tí làm thành tựu luôn. Thế còn cái này thực sự đánh rất là dễ. Mình có nhiều phương án đánh cái này lắm, nhưng mà tuy nhiên vì hiện tại do cái server chả ai tranh ai cũng không cần áp dụng. Thế chẳng lẽ mình đi cày thêm đống nick clone vào để đánh cái này cho dễ. Mệt mỏi kinh ấy được. Cái này chỉ khổ mỗi hôm nay đánh thôi, ngày mai sợ không có... từ hôm sau không còn đánh đâu, cho khi nào mình lên là cấp khoảng tầm 75 bắt đầu áp lực phải đánh thêm lần nữa. Nhưng mà đánh rất là dễ thôi, đánh với máy mà, nói chung dễ ở thế mà. Chẳng qua nhiều khi các bạn không on nó khổ ấy. Chứ on chăm chăm một tí là ok ngay ấy mà. Chờ thêm tí nhá, cái gì làm lấy tí cái thành tựu. Cứ làm sáng cờ nhiều lên tí là nó lấy thành tựu. Có thành tựu cổ vũ bao nhiêu lần, như 15 lần là tối đa hay sao ấy. Này là 93 là 12 thôi, chắc thêm 2 lần nữa là xong ấy mà. Mình chắc đích này chưa đánh tài nguyên chiếm bao giờ đâu. Ấn thêm một tí là xong thành tựu. Cái này thường ngày xưa địch nó mạnh ấy, ngày xưa nick nó ít tính năng ấy, thì nó mạnh thì cần tăng mấy cái chỉ số này lên, tăng công, tăng thủ thứ lên, tăng máu, tăng lần thắng. Còn bây giờ mình quá mạnh so với máy rồi thì chả cần thiết phải tăng. Chủ yếu cần mỗi cờ liên chiến là đánh cho nhiều quân hơn thôi. À đây được bạn Lucifer vào rồi này, thoát team này. Đấy vừa chửi ở Mỹ xong bây giờ có bạn Lucifer vào. Đấy, phải vào như thế này mới có cái mà đánh. Đấy, may các bạn Lucifer này, bạn này đáng khen này, bạn này sáng nay có ok với mình mà vào thật này. Còn một bạn nữa ok với mình không thấy đâu. Tất nhiên bây giờ có thêm bạn này vào nữa thì yên tâm rồi. Bây giờ không ai có sự cố một người chắc không sao. Đấy, giờ chỉ cần thả nick vào đây, khi mà số lượng người mình trên 4 ấy,
số lượng người mình trên 4 ấy mà trong đó có 1 2 nick có liên thắng ấy thì gần như là không cần phải làm gì cả, cứ đứng ở trong đấy đến hết giờ là xong, là auto win. Còn nếu mà giả sử như chưa ai có liên thắng ấy thì phải có ít nhất là 5 người mỗi người cân 3 năm 15 là xong. Còn mình không sợ các bạn thua vì đến cái tầm cấp này rồi ấy, là chắc chắn bạn đánh thắng được máy rồi, máy rất là yếu thôi. Bây giờ thì yên tâm rồi, 4 người là yên tâm rồi. Chờ 1 2 phút nữa thôi. À đây được thêm bạn Satan rồi. Ok tốt lắm. Đấy nãy vừa chửi xong đến tận giây phút cuối cùng mới thấy xông vào. Lo vãi giường thế. Ok, lần này được, lần này khá, lần này được hay mà. Nhưng mà còn bạn nữa. Còn bạn nữa mình bảo vào không thấy đâu. Nên cái này mình chỉ bắt các bạn khổ một lần để cho về sau đỡ phải đánh nhiều lần đấy mà. Để lấy tí berry cho các bạn thôi, chủ yếu là lợi cho các bạn nào chơi cày ít tiền thôi. Chứ còn mình thì mình cầm nick nhiều tiền thì cũng chả đáng bao nhiêu. Đúng không? Nhưng mà với cái ít tiền rất là quan trọng. Đấy cái webcam mình che mất rồi, tắt cái webcam tí cho bạn dễ nhìn nhỉ. Đây khung webcam nó che mất với cái tàu đúng không? Đấy bắt đầu hiện tại giờ có 5 người thì yên tâm rồi. Bây giờ vấn đề là như thắng chắc chắn đấy, 5 thì 3 5 15. Mà không may mình cứ bị mất kết nối thì chắc vẫn thắng thôi, đúng không? Bây giờ thì yên tâm rồi. Thì lúc nãy chỉ có 3 người vào áp lực lắm. 3 người trong đó 3 cái nick đấy là nick mình cầm. May có đạt on rồi, đạt on hay không nữa không quan trọng. Tại vì đạt là mình cầm nick đạt rồi, đạt không on là mình on ngay. Chỉ áp lực cái chỗ khác thôi. Nhưng bây giờ có được 5 người thì yên tâm rồi. 3 5 15 rồi cộng thêm liên thắng là quá thừa rồi. 100% là win rồi. Hình như hết cái thành tựu cổ vũ rồi sao? Thắng thế này quá yên tâm rồi. Phát này chắc chắn là sẽ thắng thôi. Xem mà thấy đánh rất là nhàn nhưng mà nó quá là yếu. Chuẩn bị chiến đấu rồi. Đây bắt đầu đánh rồi, đánh về là thắng ấy mà. Xem một tí nhá. Chắc chắn là thắng thôi mà xem để thấy thì nó yếu như thế nào. Nó toàn con tướng ngày xưa mà. Bây giờ toàn siêu tướng nó vả phát là chết hết chứ có cái gì đâu. Địch có cấp 69, cấp 70 thì có cái gì khó đâu đúng không? Nên bảo các bạn chỉ cần các bạn online thôi. Và có người dẫn dắt các bạn đi thôi chứ còn thực ra là không khó. Ngày xưa đánh mới khó, ngày xưa bình thường ngày xưa đánh tính năng này với cấp các bạn rất là ít. Bây giờ game nó mở cửa các bạn chơi mạnh rồi. Chỉ bạn nào ngày xưa chơi cái thời một game mới ra ấy, mà ngày xưa không gộp server ấy là có nhiều biển ấy đánh với áp lực. Tức là bây giờ đánh thì về hết một mối rồi, quá đơn giản rồi. Đấy ví dụ như bá đạt thì cân 5, bá đạt nick cầy chay đang cân 5 này. Đấy là rất là yếu thôi. Mà nói chung là đánh như thế này thì gần như là cũng chả cần thiết hai bạn kia vào cũng không cần đánh nữa vì hai nick này nó sẽ cân 5 nốt thôi. Chẳng qua là vì các bạn ấy vào muộn quá mình sợ không các bạn không vào ấy, cần cân 5 nhiều. Ngày xưa còn phải chui ra chui vào thay đổi vị trí để cho các top mình nó né top địch cái thứ đánh ngày xưa đánh khó lắm. Thì ngày xưa đánh các hội với nhau mới khó còn bây giờ đánh thì dễ hơn rồi. Chờ đốt đích hùng giết nốt với con này là xong. Nó bị lag hình ấy mà chứ đúng ra là vả phát là chết hết luôn ấy. Kiểu bị lỗi hình như thứ sao thì đánh cảm giác lâu la vãi trưởng. Tức là đánh phát chết thôi. Ok thắng nhá. Ba nick đầu cân 5 là xong. Vì đấy mình nghĩ là không có ai nick kia vào. Nói chung thắng về xong rồi thì từ đấy về sau cứ mỗi giờ mỗi ngày ấy cứ đến khoảng tầm 4 giờ sáng cho mình ít berry nó sẽ lợi cho mình hơn. Nó nhận tí quà trong này. Rồi hôm nay đoạn video tạm thời cũng vậy thôi. Thậm chí mình nối tiếp bạn sang ngày mai chứ cái đoạn này ngắn lắm. Chỉ cho bạn xem tí cái quá trình đánh tài nguyên chiến cho các bạn biết qua tài nguyên chiến nó như thế nào ấy. Chứ còn thực ra đánh chỉ có vậy thôi. Ở cái vườn ác ma tưới nước một tí xíu nữa. Thậm chí mình sẽ nối tiếp video ngày mai nhé. Để giai đoạn này bắt đầu là đến giai đoạn bắt đầu thì chờ nạp các thứ linh tinh thì chờ từng ngày ấy. Nó không có gì nhiều để làm nữa. Thì chủ yếu là làm nhiệm vụ thì ngày nào giống ngày nào đấy mình không muốn quay nhiều ấy. Mình sẽ nối tiếp video bạn xem ra ngày tiếp theo. Rồi ok, tiếp tục mình quay trở về cái chỗ quốc map một chút xíu đi thêm xem có bị kẹt không nhá. Giờ mình đến tiếp chỗ thị trấn Logger này. Mới đi cùng với hai cái nick kia thôi. Nói chung cái này đi được bao nhiêu thì đi mà cũng không quan tâm lắm. Tạo team nhá, xong rồi đi tiếp vào đây. Hy vọng là vẫn đi được. Giá chỉ số thì khá là cao, không có sợ thua chất tướng gì đấy thôi chứ còn chỉ số thì ổn thôi. Đây vẫn tiếp tục dùng Big Mom với lại dùng Chopper nhé. Bên kia thì vẫn dùng hai con bừa bừa. Còn nick kia dùng Roro với lại Robin. Thật ra giờ để vị trí không quan trọng. Ôi bị hạng E mất rồi. Hạng E mất rồi có nên đánh cố không nhỉ? Thử thêm lần nữa, thế thử xếp lên một tí nhé. Thật ra cái này muốn đánh được phải xem trên báo nhiều nữa chứ. Mà ngại xem lắm.
Cái này thường cái này một số trường hợp đánh mình dùng thêm một số cái trái, ví dụ như là trái phục thù hoặc là trái chim ưng các thứ ấy. Nhưng mà nhiều khi kiếm cái trái đấy lâu quá chắc bỏ qua. Chơi với con này hơi khó nhỉ. Oh, may quá vẫn win. Nhưng mà phát này win được chứ chắc phát sau đã win đâu. Cũng áp lực đấy. Chứ bắt đầu sang giai đoạn phải xếp vị trí một chút xíu. Ở đây tầm này tầm map 8 này. Map 8 là một cái map mà có vẻ khá nhiều người sẽ dừng ở trong cái map này. Dừng ở đây vì cái map nó tiện. Không biết là bên này có tiện không, nhưng thường nó sẽ hay dừng ở cái map này. Nhưng mà không biết thắng được không, những cái dấu hiệu của sự hòa bắt đầu xuất hiện. Nói chung là team này chả sợ thua đâu, nhưng mà trang trọng cũng sợ không thắng. Chứ còn thua thì không thua được, chết không chết được. Tướng rất là trâu nhưng mà sợ giết địch không xong ấy. À, áp lực cũng lớn lắm. Zoro Robin. Bị e rồi. Tướng ở mấy cái cặp nick trong cái server này cũng không được đa dạng lắm nhé. Nó chỉ có mỗi mấy con thôi, chả con nào khác mà chơi. Muốn kiếm một con nào đó mới đi cũng không có nhỉ. Hơi khó ở chỗ tìm tướng một tí. Nó bị hạn chế tướng quá. Không biết dùng con nào. Thử cho con boa vào nick kia, nick kia mình chả kỳ vọng nick kia chắc là vả phát là chết đấy mà, nên mình không kỳ vọng nhiều. Còn nếu không được thì đánh chấp nhận cái map dưới thôi, để cho nó dễ. Tại vì cũng không có tướng để mà lựa chọn. Này chỉ có 4 con góc này thôi. Hay dịch bớt tướng lên trên nhỉ. Để mình big mom ở dưới nhé. Không để Zoro chém đầu. Zoro đứng sau một tí. Robin xuống. Thôi là dễ bị e lắm, thôi đánh mẹ cửa dưới cho nhàn. Đánh cửa dưới nhé. Lúc nào lên thêm được vài con tướng nữa thử nghiệm sau. Cái tầm này thử mất thời gian lắm. Tại bây giờ nick bây giờ có trái quỷ cũng cùi nốt thì kiếm trái cũng khó nữa. Đây xuống dưới này. Để lúc nãy là xong, đánh lúc nãy cho nhẹ nhàng. Big Mom này, Chopper này. Bên kia là sử dụng tiếp là lo với Ken này. Đấy, nick kia dùng con gì nó không quan trọng đâu. nó không có tướng giống như nick này. Nếu mà đi thêm nick mạnh hơn thì mình sẽ kỳ vọng cái cửa kia thắng rồi thôi. Nick yếu quá thì thôi. Ở đây dùng Chopper này, lo này, Zoro, Robin, Ken này. Đấy, cái này nhẹ nhàng hơn. Phần thưởng cái này nó sẽ cùi tí, nó sẽ có là cái mảnh cờ băng tóc đỏ, mảnh túi cờ cao cấp, đồng belly, cái kim cương cổ đại với lại cái mảnh túi cờ sơ cấp. Tôi lấy tạm như vậy đấy nhé. Rồi mấy cửa kia lúc nào về sau quay về cố gắng sau. Thì mình sẽ nối tiếp và xem ngày tiếp. Cái này thì thêm mỗi quốc map một tí thôi. Rồi ok nhé, bây giờ có mặt gần 4 giờ sáng đánh tí đấu trí nhỉ. Hôm nay ngày cuối đấu trí rồi. Ở đây hiện tại mình thấy mình đứng hạng 3, nhưng mà tuy nhiên mình có niềm tin rằng sẽ có những bạn chưa đánh sẽ đẩy mình xuống dưới hạng 3 thôi. Nói chung là hiện tại mình thua tận 6 trận thì mình cũng chả hy vọng đến top 3 lắm nhé. Nhưng mà mình đánh bây giờ mục tiêu mình đánh liên thắng chứ không phải đánh lên top 3. Còn nếu mà may mắn được top 3 thì tốt, nhưng mình nghĩ là tỷ lệ cao sẽ không được. Nên giờ ta chỉ tập trung vào cái câu chuyện cốt lõi làm sao để thắng được 40 trận thôi. Thế còn cái câu chuyện tất nhiên mình cố gắng sao không thua thì càng tốt. Nhưng mà nếu thua thì cũng chả sao đâu, tại mình nghĩ là chả qua cũng không có chuyện thua 6 trận được top 3 đâu. Còn nếu mà mình nói sai thì tốt quá thì thành tích lại càng tốt đúng không? Đánh vu vơ được top 3 là tốt quá, nhưng mình nghĩ là chắc có những người chưa đánh, người ta chưa đánh hết sức đâu. Tại vì thường mình thấy cái ngày cuối hay sổ ra mấy ông ở đâu. Nếu giả sử mình thua 1-2 trận ấy thì mình sẽ có hy vọng. Nhưng mà đây mình thua tận nhiều trận quá nên mình thôi mình chả hy vọng gì lắm. Còn như ở thời điểm hiện tại thì trước 4 giờ sáng thì đúng là mình có cơ hội top 3 thật. Nhưng mà trên thực tế mình nghĩ có sẽ có những bạn chưa đánh hết. Nên giờ tôi cứ chuẩn bị tâm lý như thế. Chuẩn bị đi đánh thôi. Bao nhiêu giây nhỉ? 26 giây nữa. Trận này ra địch cũng không mạnh lắm đâu, nhưng có cái con Domigo nó quật linh tinh thì hơi khiếp thôi. 14 giây nữa nhé.
Cái này đánh không phải gấp gì nhé, đánh thong thả thôi. Tại vì các bạn xác định là nếu giả sử được top 3 thật thì không thua thì cũng là ăn được top 3 thôi. Còn nếu mà giả sử không có được top 3 thì đánh nhanh cũng thế thôi. Là mới chút xíu nè. Cứ thong thả mà đánh thôi. Quan trọng là 40 nên thắng nó quan trọng hơn. Này để tướng xếp trận khoai phết đấy. Đấy các bạn đang áp lực cái chỗ phải đánh 40 trận thắng nhé. Nhưng mà nếu không đánh 40 trận thắng thì chả sao. Nhưng mà đánh 40 trận thắng áp lực hơn tí xíu. À có lo Robin thì có hy vọng hơn này. Mà cũng sợ Romigo nó mê hoặc. Lo Robin này, Sanji này, Vista, Hina. Để Hina Robin yểm trợ phía sau rồi sao. Để cho con lo bắt đầu và Robin turn 1. Sanji đúng đây thì Robin không bị quật trúng. Ok hơi khó một chút xíu là mình không. Hơi khó nộ nhỉ. Hay là Robin bắt lên trên. Bắt lên trên hay bắt ở dưới đều trùng với lo thôi. Turn 1 lo bắt được 2 con thì Sanji đạp vào này. Có nhiều quá là búp. Hay mình để con lo bắt sau nhỉ. Nếu để Sanji đá đầu thì bắt Robin vô turn 1 đấy mà. Nếu để Sanji đá đầu nhé. Đá trúng con này thì tí mất tí máu này. Thì con này đánh trúng con này mất tí máu nữa này. Cho ông già đánh trước lo đánh sau. Thì bắt được, vẫn bắt được búp. Nếu để kiểu này. Không, vẫn để con này đánh sớm tí. Thì vẫn bắt được búp mà mình bắt được thêm Kaku. À không, bắt được thêm con Domingo. Thì đỡ bị nó quật tinh tinh. Cũng hay ấy nhỉ. Mình không có búp nhưng mình giảm độ rất nhiều nhé. Nhưng sao tân sau thì sao? Domingo nếu mà quật chữ thập thì chúng 3 con. Chéo thì chúng 1-2 con. Không, mình nghĩ có hy vọng ấy. Đánh đi. Để vậy thể con này đánh sớm một tí nhỉ. Đánh sớm vậy rủi ro Domingo quật chữ thập bắt chúng 4 con thôi để lùi xuống. Nói chung nếu mình muốn để bắt con Domingo tân 1 đấy mà. Cứ đánh thì sợ quá nhỉ. Vẫn khóa là búp mà. Đen và toạch là coi như hết hy vọng nha. Không phải đánh đổi cả đấy. Mình xem trên báo thôi. Mình không có tốc độ thì cái trường hợp này có đua đâu mà tốc độ. Và nếu mà may mắn thì đi chậm chậm sẽ được thôi. Cái này sẽ bắt Domingo turn 1 thì turn sau hơi mệt đấy nha. Chỉ chắc chắn là turn 1 thôi. Tại vì không thể tính toán được con Domingo sẽ quật trúng con nào ấy. Hên xui lắm. Mình chỉ bảo vệ an toàn cho Robin thôi. Còn con lo vẫn thể bị quật trúng như thường. Này bắt được Domingo turn 2 tiếp thì tốt quá. Người liệu Sanji với Hiradak có thể trụ được lâu không? Còn Robin chắc sẽ chết sớm thôi. Mình cứ đánh liên tục cái này chắc sớm bọn gì cũng chết Robin thôi. Sanji có cơ hội nộ được. Ui nó rất tiếc né tránh. Không biết này có tên liệt là Domingo phát nữa không nhỉ? Nếu tên liệt là Domingo phát nữa thì ngon. Ôi rất tiếc là chúng có Hina. Vậy nguy cơ Sanji không nộ được khá là cao. Và Robin thì sắp chết rồi. Bị mê hoặc, trời đen vãi nồi cái mê hoặc ấy. Đủ nộ bị mê hoặc. Không sao, vẫn còn hy vọng. Nó cũng chưa nộ đâu, mình khóa búp nó mà. Cái này khóa được con Domingo. Khóa Domingo thì vẫn còn hy vọng Sanji nộ sẽ cấm tích nộ. Và bây giờ mình choán được con Kaku rồi. Thì coi như Domingo không nộ được thì lợi thế mình sẽ lớn hơn rất nhiều. Chặn đòn thì càng tốt. Phát sau mình sẽ khóa tiếp được con Hina, con Kaku. Robin đánh xuống chung căn bản Domingo không nộ được, không sợ lắm đâu. Đen lắm nó mê hoặc thêm 1-2 con nữa. Nói chung phát này win chắc chắn rồi nhé. Khoảng cách xa này chắc cũng chả mấy ai đánh sớm đâu mà. Đây lại gặp trận này tiếp à. Có Miela này, Kaya này, Rook này, Zoro này. Chả lẽ cho Tatsugi hay cho con Lee mà. Thế để con Lee hứng đòn ở trên, Zamira ở đây nhé. Rook ở sau giảm nộ Hina ở trên. Nó cũng rủi ro Domingo quật giảm nộ linh tinh này. Mình rất nhiều búp mình nộ khá là đau ấy. Để Rook đây cũng được, Rook không bị xoáy. Để Kaya lùi xuống tí đấy. Nhưng liệu Zoro có an toàn nộ không thì không chắc nhỉ.
Hay để Zoro xuống dưới cùng. Nếu để Zoro xuống dưới cùng thì gần như chắc chắn sẽ nổ được không nhỉ? Thì hai búp lên nhé. Nó đập chữ thập hay đập chéo thì trúng được ba con đầu thôi. Thì Zoro sẽ an toàn, Zoro sẽ nổ sớm. Tại vì đây tận ba búp mà. Và khi Zoro nổ sớm rồi chắc nó sẽ kết hợp với một lúc nổ nữa. Giả sử nếu con Dragon quật trúng trừ khi mê hoặc ra, nếu không mê hoặc thì chắc một lúc sẽ nổ sớm. Hai lần nổ sớm giết chết Robin đánh ngược lên trên nghĩ cũng khá là khỏe. Nghĩ đánh được đấy. Tấn công đi. Khóa được Kaku một lợi thế đỡ bị dính sát thương. Một lúc thì không cho Robin nó nổ, giờ chỉ sợ mỗi con Robin Go thôi. Nếu mình giữ được cho Mira sống thì một lợi thế, tại vì Mira nó không miễn dịch được cái mê hoặc. Chúng mỗi mình Mira là tốt rồi. Một lúc chuẩn bị nộ lên, Zoro nộ lên chắc giết được con Robin nữa. Giờ Zoro nộ phát nữa chắc giết Robin đấy mà. Kaya xoắn bất lợi, sẽ bơm thêm máu cho con, nó bị giảm nộ. Không sao, vẫn còn rất nhiều máu. Zoro kết liễu của Robin à. Thì có cơ hội rất cao thì tấn công được hàng của Domingo. Nếu khóa búp thì Domingo cũng chưa thể nộ được. À không, nó vẫn đủ nộ nhưng mình vẫn có hy vọng. Bị choáng Kaya vẫn còn khá nhiều máu. Nhưng phát này chỉ sợ nó mê hoặc chúng của Zoro thôi. Sẽ mèo trúng Zoro, nhưng mà trúng một tơn, tơn sau nó cũng chưa hồi nộ được. Nó khóa được hai con thì hơi đen cho mình tí xíu, nhưng vẫn còn hy vọng nhiều. Tại vì con Lee gần chết rồi mà. Zoro nộ phát rồi đã lợi thế rất nhiều, Brook thì khá là trâu. Domingo thì cũng gần chết rồi, mất búp nó cũng chả nộ sớm được đâu. Brook chuẩn bị nộ lên cái liễu Kaku nè. Nhưng Kaya xoáy bất lợi bơm máu đây nè. Nhưng mà Zoro sẽ phải bị mê hoặc. Vẫn còn Brook mà, Brook sẽ dí không cho con Domingo nộ. Zoro nộ phát nữa rồi đánh thường cũng được. Nói chung làm sao chạm được con Domingo là sẽ thắng thôi. Thành một con Domingo nguy hiểm thôi. Ok ngon rồi, Zoro nộ được yên tâm rồi. Giờ Hina sẽ không nộ được, Kaya cái nhây nhây búp nộ cho Zoro nộ được cái liễu thôi. Gặp cái trận này hơi nhiều, nó hơi lo một tí xíu ạ. Giờ Brook có nộ lên thì coi như chắc là cái liễu địch luôn đấy mà. Cái này Luffy đứng sau con lo là hơi sợ ấy nha. Nó nộ đau lắm. Mình đang 37 liên thắng rồi. Nếu dùng Ken thì Ken không an toàn lắm. Nhìn thêm con Ami rồi cái giảm nộ thôi. Fanky đốt cháy. Kaku đá ở giữa thì cũng khá là ngon này. Nếu để kiểu này thì sao nhỉ? Không để vậy thì để ấy nhiều quá. Con búp này hơi áp lực tí nhỉ, nếu mà Ken thì có nên có tự tin là Ken đã choáng liên tục không hay nó sẽ hụt. Phanh Ki đốt với Kaku đá thì ngon rồi à, nhưng mà Kaku này đá trúng có ba con cũng chưa ngon lắm. Còn Kaku địch để vầy nó chỉ đá trúng duy nhất Phanh Ki thôi. Sợ Luffy đấm đau quá Nami không sống được lâu. Thế về bản chất team này mình không cần búp. Cái đánh thường, đánh từ từ nhây nhây thì có. Nếu vậy thêm con Jimmy. Hay mình dùng quả sấm bốc nhỉ. Sấm bốc hên xui choáng. Hay dùng Jimmy đấm nhỉ. Đấy, giáp địch bên này đam nó to ấy. Nếu mà Ken nó choáng tốt này thì nguyên việc con Fanky đốt cháy và trúng ba con thì không trúng được lo nhỉ. Jimmy, Nami, Ken, Kaku đánh chúng con lo. Đánh về vài nhát chắc địch cũng chết. Còn nếu chơi ngầu ngầu tí cho thêm con smoke vào thì hên xui cho choáng. Mình nghiêng về smoke hơn. Biết đâu đánh cho choáng được phát thì coi như khống chế luôn, càng tốt. Biết đâu choáng là búp mà. Cái đánh về có mạo hiểm quá không nhỉ. Dồn đam về mình chỉ cần giết được con lo phát là Luffy trở nên vô dụng luôn. Còn đốt cháy đi thì chắc Kaku không sống được lâu đâu. 37 áp lực nhỉ. Kéo bắt đi, sợ quá nhỉ. Chỉ sợ đen đen. Đan thưởng khá to hay chấp nhận có Kaku dính đòn đi. Để thêm con Fanky đốt cháy cho yên tâm đi. Để cái này lên đốt cháy thêm vào. Để về Usopp bắn trúng nhiều quá nhỉ. Là phải tính cái chỗ Kaku đạt làm sao nó hay chứ.
Hay là sớm bốc lùi lên tí thì sao? Để sớm bốc lùi lên vậy Kaku đá chúng vẫn mình phanh ki. Nếu sắp bắn chết được Kaku thì phải bắn xuống dưới con Nami ở phía dưới. Thì vậy ba con trên vẫn an toàn, mà nếu để sớm bốc kia có thể trúng cả đòn Usopp nữa. Mà liệu có sống được không nhỉ? Sợ Luffy nó nộ đấm liên tục là chết thôi. Mặc dù đây có Nami giảm nộ nhưng mà cũng hơi sợ tí. Thế đốt cháy Kaku đạp thì thế cũng có chút thợi thế. Kể ra mình cho được con Funky nữa. Hay là mình... để con Jimmy ở giữa nhỉ? Để cho Funky đốt cháy vào thẳng con này nữa cho nó nhanh. Mình chấp nhận là Jimmy bị giảm đam một tí. Thế thì bỏ smoke để vậy thôi. Thì để vậy thì Funky đốt cháy chúng con lo. Ken choáng lo này, Jimmy đấm chúng này. Thì tất cả các đam đều chúng con lo. Mình giết con lo sẽ dễ hơn. Còn nếu mình để lên trên thì Funky đốt cháy nhiều hơn nhưng mà hơi khó xếp. Hơi lăn tăn chỗ này để làm sao hợp lý chứ. Thôi mình nghĩ đốt ở giữa vẫn hay hơn. Để giải quyết cả Usopp sớm nữa. Thôi vậy nghiêng sầm mốc. Thôi, quan trọng nhất, áp lực nhất là con Ken đấy. Con Ken nó không chế không. Nếu mình tin tưởng con Ken thì để vầy đánh được. Tại đa mình cũng to mà. Phải Nami đánh kia Luffy không độ sớm được. Thôi đánh đi. Đen thì mất top nhé. Ok mất chuỗi. Ôi trời, thôi hỏng rồi. Né tránh định mạnh đấy chứ. Giờ hy vọng smoke choáng ngược nào. Ui choáng một con Kiwi. Định mạnh cho đen thế không biết rồi. Cái trường hợp xấu nhất đã xảy ra nhé. Con Ken nó bị khống chế. À nó bị né tránh. Đậu phộng quá chứ. Thôi phát này hỏng rồi. Phát này nguy cơ 99% là thua rồi. Bây giờ chỉ có smoke tỏa sáng mới thắng rồi thôi. Smoke bị khống chế vậy cũng khó cho mình này. Gặp ngay cái trường hợp đen nhất thì bây giờ đánh chết con lò hơi bị khó đấy. Thì cái đang giảm nộ lo chưa nộ được, nó tê liệt mình nhưng vẫn rất là khó cho mình. Gặp đúng kết quả con Ken bị né tránh mới đau. Địch tính gần chết rồi, sợ Kaku đá không chết được con lo cũng lại né tránh tiếp. Giờ với căng Luffy thì bị nộ nơi rồi. Nami đánh tiếp được lo gần chết rồi, vẫn còn hy vọng. Mặc dù hơi căng tí vẫn còn hy vọng. Nó đang giảm độ được mà. Usopp bắn trúng hai con thôi. Kaku thì gần chết rồi, Nami đánh vào có chết được lo. Nami dí được chết con lo thì có thể hy vọng được và giảm độ Luffy xuống. Giảm cả hai con thì vẫn còn hy vọng. Giờ sao an toàn tí nhỉ? Ui smoke bị khống chế. Ui giời, đen vãi nồi, hỏng rồi. Usopp nó bắn được chết cả hai rồi. Nghĩ nó buồn thế không biết được. Thôi đứt chuỗi nhé. Thôi thử thêm lần nữa thì giờ chả có gì để mất cả. Mình thử thêm lần nữa xem bị né tránh hay là liên tiếp nhé. Giờ chả có gì để mất cả. Nhưng mãi đen vãi nồi nhé. Giờ đúng cái trường hợp xấu nhất. Đứt chuỗi. Ôi phát này còn choáng hai con thì nghĩ nó đời nó chán thế không biết được. Đời nó cay thế nhỉ. Ôi, bây giờ thì 40 đến thắng là mất rồi nhé. Lâu lắm mới bị cái mùa hụt 40 đến thắng. Tiết kiệm được mấy vàng nhục quá, đen thế không biết được. Đấy, phát hai đẹp thế này nhưng mà sẽ phát đầu đen thế không biết được. Nghĩ là chán thế không biết được. May là đánh vui, đánh đùa tốt thì tức chết. Nên bảo vì sao thì cái độ uy tín còn Ken nó thấp như thế này đấy. Đấy, phát này đánh phát này tỷ lệ win rất là cao luôn đấy. Nhưng mà phát trước thì nhục lắm. Nói chung nhiều khi thất vọng đấy. Đấy, phát này ok ngay này. Nhưng phát này vẫn tính sai thì đấy, Usopp để vậy nó bắn vẫn trúng nhiều con hơn. Mình vẫn tính sai vị trí một chút xíu thì mình nghĩ là lợi thế vẫn còn. Tại Nami nó giảm nộ xuống mà Ken vách sắt đây mà vẫn lợi thế. Nhưng mà nói chung là quan trọng nhất quả đấy Ken nó hụt. Quả đấy Ken nó hụt làm vỡ trận mình. Chứ đánh này là tí máu là đơn giản thôi. Đậu phong chết sừ trận. Mình thấy cũng chả ai đánh đâu, cái kiểu nó khoảng cách nó xa quá chả ai buồn đánh đâu. Nghĩ nó cày thế mà biết lại chết một quả. Bây giờ đứt chuỗi hoàn toàn nhé, bây giờ chả có gì để mất nữa. Nghĩ nó bực hết cả mình. 37 gần đứt. Smoke, Usopp.
mạnh hơn. Robin, Luffy, Book này, hai Book, Rook. Robin cho bắt Miela đi. Luffy thì thôi Book hứng đòn đi. Luffy thì tanh con Lapite đi. Rook giảm nộ với trên đi. Hay để Luffy xuống dưới cùng nhỉ. Để vậy Brook sẽ nộ sớm được này. Sao nó búp nộ thêm Luffy, chắc Luffy sẽ nộ được, đấm được cái kia. Mình khóa là búp địch thì chắc là Zoro địch cũng không nộ sớm đâu. Hai búp lên trước nhé. Không, để Robin lên sớm thì không muốn Robin nộ sớm. Để vậy này. Thôi đánh thì giờ có gì mất đâu. Thua thêm 1-2 trận vẫn top 10 mà. Còn top 1 thì mất, quên nhầm, cái 40 đến thắng thì mất rồi. Đánh đau phết thì Ivan đã sắp chết rồi. Một lúc búp nữa chắc là Luffy đủ nộ nhé. Ok, Luffy đấm chết Lafite này. Còn tí nữa thong thả đấm chết nó cả Robin nữa rồi. Robin giảm độ địch xuống có choáng không? Choáng là Robin địch cơ rồi. Có đi đánh chết không? Ok, ngon rồi. Giờ đấm nhanh nhanh trước khi Zoro nó nộ. Luffy miễn dịch mê hoặc thì không sợ. Robin giết chết Miela luôn rồi. Luffy đấm phát nữa là chết Zoro. Con này có hai con rút máu ghê phết đấy. Nếu mà Robin bắt con lo thì sao? GB đấm búp. Hơi ít tướng nhỉ, chờ mạnh hơn tí nữa. Lo bắt chính lo này, Zoro này, Frankie này. Frankie ở giữa, ở dưới sẽ đốt được nhiều. Brook với một con búp, để có búp mình có một búp. Nên Brook nhây với con này, cho Frankie đốt ở trên, à đốt ở giữa. Nếu để vầy thì sao? Lại đốt chúng cả, không để con Zoro xuống dưới. Hay để Zoro hứng có gì không bị ấy thì coi như kích nộ Zoro cũng được. Thì cho Brook lên trên đánh thẳng với trên đi. Vậy đốt cháy mất hai con nữa. Không, để vầy đốt cháy. À không, để vầy đi. Cho đỡ rủi ro bị chóa. Đốt cháy được 4 con. Được đấy. Mình thong thả xem trên báo thì mình chả nghĩ gì câu chuyện vào top 1, 2, 3 chứ. 40 đến thắng thì thấy mất rồi nên chả quan tâm nữa. Giờ thong thả xem trên báo một tí. Thì choáng với Zoro hơi tiếc một chút xíu. Lo độ không biết kết liễu ở lo địch không? Chưa giết được. Frankie nộ là lo địch cứ chết đấy mà. Brook cái liễu Frankie địch này. Và mình có man xe lăng thì không sợ. Xem qua có ai online đánh tiếp không nhé. Mình thấy là rất chả ai online đánh đâu. Cứ từ từ. Domingo, Robin, hai con nguy hiểm nhất.
Robin bắt Domingo chẳng hạn đi, cho con Nami giảm độ chắc. Dawson ở sau để đánh choáng. Mai Lăng rút độc. Nếu còn lại hơi yếu nhỉ. Tôi dùng Tashigi choáng được thì choáng, không choáng được thì thôi. Hỗ trợ thì tí đàm giết con búp địch sớm mà. Để so le tí chứ. Chắc để vầy đánh thôi. Giờ kiểu nó cũng thoải mái tâm lý, đằng nào mất top ấy. À đằng nào mất chuỗi cứ đánh thoải mái thôi. Mình chỉ định tiêu 15k vàng thôi, mình biết đánh vầy rồi. Rất tiếc là không choáng rồi chứ. Choáng hụt. Đó xuống gắng choáng nào. Choáng là Robin rồi. Ta thì chém chắc giết được con Lee. Robin giết chết Domingo, choáng còn Hydras nè. Nó còn chặn đòn phát. Hydras đánh chỉ giảm nộ không sợ lắm. Đó xuống gắng choáng đi cho yên tâm rồi. Choáng thành công là tốt rồi. Chơi phát này cơ bản là win được. Kiểm tra tiêu bao nhiêu vàng nữa nhỉ? Đó còn liên thắng 37 nhìn ngứa mắt vãi. Tiêu 14 à, chúng ta đang dùng cho lần miễn phí này. Vẫn còn 21 lần miễn phí nữa. Một tận 13 trận kiểu gì là tiêu ý. Có Sanji khóa nộ, Miela, A, Hody, Eva. Có nên đặt niềm tin như vậy không nhỉ? Hai búp hỗ trợ. Tùy theo Panami giả bộ trúng quần nào nữa chứ. Nếu họ đi choáng tốt thì cơ hội cũng lớn đấy. Nó sợ mày Sanji nó khóa độ đơn A không ta? Nó có một búp đen lắm thì hai thằng độ ngang nhau, mình nghĩ nó không độ trước được mình đâu. Thế đặt niềm tin là Holly sẽ choáng nhá, giờ cũng thoải mái thôi. Choáng nào, choáng thành công một con. Mila rất tiếc không mê hoặc được. Choáng thành công của Nami rất có nhiều lợi thế cho con A Ấn Độ. Thế này choáng tiếp Nami không? Choáng thành công tiếp này. Sanji nổ khóa nổ Usopp này. Xong A đốt cháy địch này. À thôi chết bỏ mẹ rồi, con Sanji này nổ trước con A mình này. A bị mất nộ tí. Có khi nào thua không nhỉ? Thằng này lại rất là thấy chen rén. Ho đi khử đam Jimmy. Mi làm mèo trúng ở Sanji cho yên tâm này. Giết trên búp cũng được. Usopp địch gần chết rồi, Eva mê hoặc được địch rất là ngon. Ôi rất tiếc mất nộ rồi. Sanji địch cũng chưa nộ đâu. Eva ăn trụ cũng đánh được. Choáng không? Choáng cả hai con rồi có lợi thế. Mê hoặc Usopp rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Sanji đạp chết Usopp và khóa nộ Sanji địch. Xong ấy đốt cháy, phát này đốt cháy thành công, phát này đốt cháy sẽ thành công. Có lợi thế rất lớn rồi. Eva có mê hoặc nốt không? Mê hoặc đi. Dính một con rồi. Ok ngon rồi, phát này win, vẫn win. Đen mãi phải lần đỏ. Con này có Boa đứng sau ghét lắm, đổi sư con khác đi. Nhìn con Boa đứng sau bắt khó sư rồi. Bắt thì bắt được, nó rủi ro. Này có Lo này, con Nami này, Hydras này, Siahoshi với lại con Vivi này. Đây chắc là để mấy con này đứng kiểu này đi. Thì để cho so le tí đi. Này là đứng sau đi cũng được. Để vậy cho Hydras nó giảm nộ con Robin, kết hợp với Nami giảm nộ Robin, không cho Robin nộ. Để con Lo có vẻ giảm nộ, có thể tê liệt vào con Domingo đó. Chắc là được đấy mà. Nó chả nộ được thì mình chả sợ, tấn công đi.
Choáng không? Không choáng được. Lo cái liễu địch nào. Giờ có mỗi hai con kia chả cần xem thắng xử nữa. Robin bắt lo rồi hả? Domingo giảm nộ. CLC với Mambo C. Nếu dùng con Elizabeth hứng đòn để con này lên trên, con này đứng sau. Bây giờ căn làm sao cho nó ít bị đốt cháy nhất nhỉ? Chắc để vầy an toàn nhất thôi, chứ còn nếu mà giảm đốt cháy xuống để rủi ro khác. Hai con này rút nó vừa đốt cháy nó vừa rút độc hơi khiếp khiếp một tí. Này chắc phải dựa hoàn toàn Domingo gắng mê hoặc nhiều đó. Nó cháy vậy mất máu nhanh lắm. Không biết có nên đánh không? Cái rủi ro nó hơi lớn nhé. Tại vì nếu giả sử đen mà bị đốt cháy ba con rồi thì trúng độc cả ba con đấy luôn thì hết máu nhanh lắm. Thôi cứ cho tí hy vọng nhé. Nào cũng thua ít rồi. Đánh liều tí. Lại bị né tránh, ghét thế không biết. Mê hoặc là con lo. Nhưng mà Robin đang choáng được nên không lợi lắm. Elizabeth đốt cháy địch nè. Domingo gắng mê hoặc thêm địch nè. Chắc mê hoặc Frankie à. Mê hoặc con Marcella. Robin chuẩn bị nổ tiếp à. Hiện tại con lo đang bị mê hoặc rất là lợi thế rất lớn. Robin không bị tê liệt ngược. Kia liễu luôn lo rồi. Có lợi thế. Shidao Si tấn công nè. Choáng không? Không choáng thì mà giết được tương đối địch. Nó choáng ba con của mình nhưng mà nó cũng hết máu rồi. Mình có lợi thế hơn. Mình còn nhiều máu mình không sợ đâu. Có bạn đang đánh lên đấy, nhưng mà cũng chưa quan trọng lắm. Nếu dùng ho đi nhầy thì sao? Có Ushop, Rook Funky, Aokiji, còn là Akanu, các bạn không có búp. Không có búp thì xem căn thế nào hợp lý nhỉ. Chắc dùng ho đi Aokiji ở dưới kiên băng. Ho đi băng choáng ở trên, Ushop bắn đây thẳng Luffy mà. Thêm con Funky đốt cháy thì khá là khỏe. Cho thêm Akanu đi cho vui nhỉ. Để làm sao hợp lý nhỉ. Akanu ở dưới đánh thì trúng hơi ít nhỉ. Mà không, cứ để Funky ở dưới đốt cháy ở dưới này. Nếu khiên băng mà chắc đóng băng đốt Luffy ấy mà. Nếu giả sử mày choáng hụt ấy. Akanu ở dưới cùng đánh dần dần lên. Chơi vậy đi sợ gì, đa mình cũng to mà. Choáng không? Choáng cả hai con là tuyệt vời rồi. Thêm cái khiên băng cho yên tâm này. TV đánh tất cả mục tiêu, xác suất đóng băng khác cũng rất là cao nha. Đóng băng GB nè. Không bị đóng băng. Choáng là con búp rồi. Khiên băng tiếp. Đốt cháy tiếp. TV này đánh thường đau mà. Đóng băng không? Đóng băng rồi, chết luôn rồi. Choáng tiếp không? Không choáng, Luffy chưa nộ không sợ. Bao giờ Luffy nộ mới khiếp chứ còn chưa nộ thì cũng yếu thôi. Ok, giảm nộ gáp rồi. Choáng nốt gáp đi cho yên tâm rồi. Không choáng thì giờ cái liễu luôn đánh thường chết đấy mà. Ta có Ken này, phát này có lại hụt Ken tiếp không nhỉ? Giờ có gì mất đâu, Ken vẫn chơi. Ken này Zoro, Brook. Búp cho thêm 35 chứ. Nếu cho Zoro ở đây quá cho nó nộ giết con lo địch sớm thì sao nhỉ? Hay cho ở dưới. Thằng thích để Zoro ở dưới thì phải hơn. Nhưng mà bị cái nhược điểm cái nếu để như vậy thì lại Zoro lại không giảm nộ được con smoke nhỉ. Có rủi ro smoke có nộ được. Nếu dí vào rút xuống dưới này thì phải sợ lo nó nộ. Có được không nhỉ? Phải mang theo đỉnh sẽ kích cho Zoro mình nộ sớm. Ví dụ như kết thúc turn 1 là mình đã có khoảng tầm 75 nộ rồi. Vậy nếu mình để cái búp ở đây à? Nhưng mà thời tìm nó vẫn hơi giấy cho mạnh hơn tí nữa, sợ chết á. Robin bắt lo, qua bắn.
Jimmy búp có hai búp. Này còn hên xui thì con búp có bị choáng hay không nữa cơ. Nếu để như vậy cơ hội cho qua Jimmy độ được hết là cao này. Chắc để vậy đi. Rồi cứ đánh đi. Nó sẽ rút máu khá là nhiều. Ui thôi chặn đòn à, trời ơi. À, không bị tê liệt vẫn còn hy vọng. Đậu phộng nó nguy hiểm đấy, không biết. Hóa đá đi, hóa đá đi. Mình thì vẫn sẽ nổ ở tuần 2 thôi. Đấy, hóa nổ phát chắc giết chết lo luôn đấy mà. Hóa đá đốt smoke không? Xong rồi đấm gì vì đấm bồi chắc smoke cũng gần chết. Chết luôn nữa. Nó rút máu nhiều phết rồi, nhanh chóng lên. Qua chuẩn bị nổ tiếp. Qua hóa đá không? Địch dưới 100 nổ hóa đá hết. Gì bị đấm chết mà sẽ lăng nào. Giờ mỗi con Frankie là hai con hợp lực giết chết nó sớm nào. Cẩn thận nó đốt cháy là nguy hiểm phết đấy. Đang khống chế được địch thì không lo lắm. Ba nổ cái liễu nè. Cũng suýt thua đấy. Nó mà đốt cháy được 1-2 lần là mình cũng toi. 8 trận nữa. Lo tiếp này. Nami Dawson Hiredad với Búp. Để lo xung gắng choáng búp cùng ấy, để đứng ở dưới à, đứng ở trên đi. Lo bắt chính, lo đỉnh bắt búp tân 1. Này Nami giảm độ, con này giảm độ tiếp, hai con giảm độ. Cho búp xuống dưới đi cũng được. Hay để con này giảm độ ở đây luôn thì Nami đứng sau. Đứng ở dưới này Nami đánh trúng nhiều mục tiêu hơn. Thấy đam vẫn tương đối to, mình chỉ sợ không ai đen. Nghĩ là mình cản địch nộ chậm. Thôi cứ đánh đi. Nó không được cứng lắm đâu, nhưng mà đánh vui vui thôi. Không bị choán là một lợi thế nhé. Này bắt tiếp là chắc bắt Frankie. Nó xung choán nó búp thì lợi. Rất tiếc là choán hụt. Nami giảm nộ xuống. Hiredad giảm nộ tiếp. Lo nổ liệu kết liễu là lo địch không? Lo nổ nào. Hỗn loạn ở hai con, mặc dù chưa giết được địch nhưng mà hỗn loạn ở hai con. Không sao cả, có đo xuống tấn công đây rồi. Con lo địch cũng gần chết rồi, Nami. Kết liễu ở màn xe lặng rồi. Nếu con búp búp lên nữa là lo mình lại nộ tiếp được, coi như kết liễu địch luôn. Rò xuống để núp sau con Nami. Dính con Nami thì sợ Luffy khó nộ. Cho mạnh hơn. Rook Hody, mình kỳ vọng Hody sẽ thành công luôn nhỉ. Rồi mình có Nami giảm nộ này. Hody thì gắng choáng thì sao? Một lúc hứng ở sau đi. Nó Hody choáng ở sau đi. Có Frankie đốt cháy à, để trên đốt cháy nhiều hơn nhưng mà để vậy hy sinh một lúc nó hứng đây. Nếu mà choáng tốt thì để một lúc lên trên hứng, Nami ở dưới. Mà có cái này hơi khó chỗ sắp vị trí thôi. Tại để vầy không may địch nó nộ được thì mình cũng toạch nhỉ. Để vừa đốt cháy vừa ấy. Không để Hody ở giữa đi, Frankie dưới cùng thì đốt cháy chậm một tí nữa. Ý nhất mình có hội khóa được với cái này nhưng mà để vầy đo xuân đánh trúng nhiều quá. Nó có thể đẩy con Nami lên trên tí. Nói chung là trông nó hơi xấu xấu ấy, mà hy vọng là Hody sẽ choáng tốt thôi.
nó choáng không tốt thì mình chết sớm. Nên đặt niềm tin thôi nhỉ. Thôi cho nó tí hy vọng đi. Tí này mình chả cần nộ lắm đâu mà thôi, có chopper trâu có để chopper vào. Hay để chopper lên hứng thì là nào cũng cần nộ đâu. Đánh thường cũng được. Cho Nami đánh tự do hơn tí xí. Vì hôm nay nó choáng cho chopper thôi. Thì có Nami nó giảm độ linh tinh thì đỉnh cũng sẽ khó nộ hơn. Cho Hody gội choáng nhiều hơn. Để về đánh nhé. Thua thì thôi nhé. Hody mà choáng là cả Usopp cả Robin thì ngon. Choáng là mỗi Robin. Nhưng mà Frankie cũng trâu sẽ trụ được Usopp ở một số cú bắn nhất định. Và Nami giảm độ thêm không cho địch cái độ sớm. Frankie đốt cháy 3 con à. Đốt cháy rút máu nhanh lắm đấy. Giờ Hody choáng Usopp không? Choáng cả hai con phía trên là một lợi thế lớn nhé. Tiếp tục giảm độ xuống tiếp nào. Thì này đánh thiên đánh thường thôi, mình không cần nộ. Choáng tiếp không? Mình chỉ quan tâm là choáng tiếp không thôi. Robin Usopp sắp chết rồi. Choáng cả hai con tiếp rồi. Giảm độ Hody càng tốt cho mình. Chopper Brook vẫn đang trâu bò hứng được đòn là tốt rồi. Usopp sắp chết rồi. Biết là Usopp là ngon rồi. Chopper trâu phết thì nãy giờ chịu đòn bao nhiêu lâu vẫn đang sống được. Brook kia liêu Nami. Còn mình đo Sun chắc chả sao đâu. Chopper vẫn sống. Hody khử đam đo Sun thì không sợ nó nộ. Nami nổ chắc giết được đo Sun. Ok nhé. Tiếp tục còn 6 trận nữa. Tiêu 15k vàng rồi chắc là ăn đủ mốc đúng không? Rồi ok, lĩnh được mốc này là ngon rồi. Mình chỉ cần mốc này thì mấy mốc sau mình không ham hố lắm. Mục tiêu tiêu vàng là xong rồi nhé. Và mục tiêu liên thắng là thất bại. Còn top thì chả đua rồi, tạch từ ngày đầu rồi, không hy vọng top rồi. Ăn top 10 thôi. Và về bản chất là mùa này không có ai thuê đánh nhé. Buồn buồn ngồi tiện trăm nick này đánh tí cho vui. Đánh nó hơi mạo hiểm một tí, nó hơi rủi ro một tí. Các bạn là nếu đôn cố nó tốn vàng quá cũng ngại. Muốn chơi nhẹ nhẹ một chút xíu thôi. Nhưng tất nhiên đấy cũng hy vọng thắng được, còn hơi tiếc con Ken nó dở trứng vậy. Mấy ngày đầu thì Fuka dở trứng, mấy ngày cuối thì Ken dở trứng làm đen quá đi mất rồi. Nhưng thôi đánh ít vàng thì chấp nhận vậy. Robin kem mà con đi cùng thì yếu quá. Đây có Robin bắt lo này, có Akainu này, có búp này. Hai búp là đủ nộ sớm, thế con này giảm nộ đi. Akainu đứng sau đi, này đứng ở giữa đi. Này đứng dưới này. Để vầy các bạn không có nào nó giảm nộ cả, đánh vầy nộ được. Akainu đam to nộ chết bay địch hết đấy mà. Ui lại né tránh tiếp, may của Robin đánh nhiều đòn. Nó mà đánh một đòn là mình cũng toi. Nói chung hôm nay thì nói chung cái bên 568 phải ứng nhiều vãi trưởng. Rủi ro rất lớn nhé. Giảm nộ địch xuống này. Sau Akainu nộ lên thì gần như địch cũng chết gần hết đấy mà. Qua Akainu nó nộ được phát đánh nhanh hẳn luôn.
Chopper, Zoro, A, Conit này. Thế con ta Sigi chứ. Có ổn không nhỉ? Hai búp thế này xác suất là nộ cũng khá là cao đấy. Vì hai tơn 1 nó 75 nộ, không may Nami giảm nộ trúng đi thì còn 50 nộ, tơn 2 búp thêm phát nữa ra đòn trước Nami. Choáng được, vậy thì để con này lùi xuống tí cho A nộ trước con Sanji nữa. Đấy, để vậy nên mình đã choáng cái này hai lượt liên tiếp không sợ Usopp nộ, Zoro nộ kết liễu ngược lên thôi, đánh được đấy. Muốn cho con A đánh trước con Sanji tránh hợp rủi ro như lần trước. Lúc lần trước là Sanji nộ trước con A của mình. Giờ để vậy cho A nộ trước con Sanji địch. Ê, đốt cháy giảm nộ nào. Chúng ta Sigi choáng Usopp thì không sợ. Nó choáng choáng hai lượt liền nữa. Chopper châu bò chắc chưa chết được đâu. Ê, chuẩn bị đốt cháy tiếp nào. Ta thì giết mỗi con búp thì hơi phí nhỉ. Zoro chịu cú nộ của Nami. Zoro miễn dịch phòng ấn chỉ liệu thì vẫn sẽ bơm máu hết được. Rồi kết liễu Sanji này. Rồi thằng tả giết tốt Nami với này con GB. À vẫn chưa chết à? Chưa chết chắc A đánh bồi cũng chết đấy mà. A kết liễu Sanji này. Thằng mấy người kia dồn sức giết tốt Nami. Lại Ken, Ken ám ảnh thế không biết được. Ken này Hody này, Luffy, Aokiji, Brook. Mình chơi không có búp tức là hoàn toàn kỳ vọng là Ken phải choáng 100%. Nó hụt một phát là mình toạch luôn. Để Luffy ở dưới đi, Aokiji nhây nhây ở sau đấy được. Brook ở giữa đi. Thế này đánh với kỳ vọng là con Ken nó choáng 100% nên né tránh là mình thua. Nó né tránh thì chặn đòn là mình thua. Liệu có bị choáng Luffy không? Không bị choáng là một lợi thế chứ. Mình mượn Marcella để kích nộ cho Luffy, tạo thêm khiên băng cho an toàn thêm này. Đóng băng không? Không đóng băng. Vẫn đang choáng được lo. Choáng tiếp không? Né tránh hụt cả hai rồi. Địch lại né tránh tiếp rồi. Bên 568 né tránh chặt đỏ rất nhiều nhé. Đóng băng được con Smoke rồi. Tiếp tục tạo thêm khiên băng rồi. Đóng băng không? Không đóng băng ảo đấy nhỉ. Nhiều khiên băng đấy mà không đóng băng Marcella. Choáng được Frankie rồi. Luffy đấm rồi. Luffy nộ được là lợi thế lớn rồi. Ken đã nộ chứ giết chết lo luôn. Tạo thêm khiên băng tiếp. Vách sắt bảo vệ cho Hody. Hody khử đam Frankie. Luffy chắc là đấm chết Mai Gia Lăng luôn đấy. Thế là nãy giờ chả thua thêm trận nào, cứ đứng cái trận gần gần được 40 thắng là thua. Thế mới đều ý. Thế nãy giờ đánh phứa phứa tí mà cũng có thua đâu. Thế mới chán. Lại gặp trận này tiếp. Lo bắt chính lo này. Đo xu gắng choáng ở giữa này. A này. Búp này. Hai búp này. Cho này dưới có dáng giảm nộ con đốt cháy giảm nộ con smoke đi. Chắc để vầy luôn. Xếp vầy cho ấy nộ sớm. Bắt Frankie lại. Choáng búp nè. Không choáng được. Ý nhất là cả Smoke không cho nó nộ. Để nộ tỷ lệ gây choáng cũng mệt. Nó không nộ được lợi thế của mình. Dawson. Ok ngon, choáng lên cái lo tuyệt vời rồi. Mojo nộ phát chắc là giết chết lo đấy. Mojo đập phát chết lo rồi.
Ok, ngon rồi, mỗi Mama sẽ làm thì đơn giản thôi. Có Zoro này, có Miela này, có Boa này, có Lafitte này, có Dawson, có cả Domingo nữa, nhiều con quá nhỉ. Nếu dùng con Dawson căng choáng búp thì sao? Zoro tanh ở dưới cùng, cho con Boa này hứng vào Califa, vậy con Lafitte thì hơi vô dụng trong trường hợp này nhỉ? Hay cho Domingo quật lung tung giảm nộ đi cũng được, để kiểu này Zoro hai mạng nó trâu nó tanh đi, nó mấy cái này tấn công đi. Thử nhé. Choán là Kaya một lợi thế. Hóa đá không? Không hóa đá. Mila có mê hoặc không? Không mê hoặc. Domingo quật chữ X, trúng một con hơi ít. Ui, choán Domingo. Nhưng rồi cái Zoro cũng còn trâu lắm. Có ăn choán tiếp búp không cho địch cái nộ nào. Choán tiếp Kaya một lợi thế tiếp này. Hóa đá đi, hóa đá đi. Vẫn không hóa đá. Mila mê hoặc con nào không? Không mê hoặc Usopp, hơi tiếc. Nhanh lên không sắp nguy hiểm rồi. Zoro vẫn còn hai mạng. Luffy đấm chắc chắn xiết một mạng. Không choáng Kaya hơi đen rồi. Boa cái liễu đi. Luffy gần chết rồi, hóa đá rồi, hóa đá rồi. Hóa đá hai con là ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Phản đam chết Luffy. Hai kia bị hóa đá lợi thế rất lớn nha. Domingo. Tuyệt vời, không chế tốt. Đo xung kết liễu địch. Trận cuối cùng này. Robin này. Cái này Kaku đá không lợi lắm về Franky, nó miễn dịch cái xoáy. Robin, Hardy, Chopper, CLC, Hina nhỉ. Thử để vầy xem sao nhé. Cũng chả mạnh lắm đâu nhưng mà tôi cứ để vầy chơi tí. Tấn công đi. Hy vọng là Hardy sẽ choáng tốt. Choáng tạm tạ, không tốt lắm. Bị choáng với Chopper nhưng vẫn đủ sức cho Hina nộ. À quên mất, Hina có choáng được con Smoke đâu. Nó coi như giảm nộ vậy, nó không choáng được Smoke. Nhưng mà nó coi như giảm nộ Smoke vậy. Thế là đẩy con Hina lên choáng con lo này hay hơn. Nhưng thôi không sao. Robin đánh biết đâu nó lại choáng được lo địch. Không choáng là lo địch. Được cái đánh trúng con Hina cũng tốt, tại nào Hina chẳng bị choáng. Chopper chỉ bơm máu lên cho team rồi. CLC đánh có tỷ lệ gây choáng đấy. Mà chắc là giết được Smoke đấy. Ok, ngon giết được Smoke có thứ rồi. Giờ quan trọng là Robin bị khóa, phải chờ giải phóng đó. Mình có hai búp, không sợ lắm. Robin nộ được là được. Robin nộ lên kết liễu có lo nào. Không kết liễu nó giảm nộ nó được là tốt rồi. Hardy sẽ thử con lo. Nó khử đam của con Mazelang. Chopper sẽ bơm thêm máu từ từ giết nốt con Mazelang đơn giản đó. Rồi như vậy mình kết thúc được cái mùa giải rồi nhé. Hạng thì nói chung chờ đến 10 giờ tối xem đứng hạng mấy. Chứ còn cái hạng 1 này biết chắc chắn là thua 7 trận là chắc chắn là mất top rồi. Đấy không quan tâm mà có đua đâu mà mất. Ok kệ thôi. Chỉ hơi tiếc cái liên thắng thôi. Nói chung hôm nay thì tiếc mỗi cái liên thắng thôi nhé. Còn những cái kia mình chả tiếc đâu. Cũng có chủ đua đâu. Rồi ok, như vậy chắc là thôi, cái thời lượng có vẻ nó khá là dài, chắc mình kết thúc video ở đây thôi. Mùa này do là một phần nó vẫn là chia sẻ các bạn chút, vậy sợ phải đi làm xa nên là cũng không có khách. Một phần là không có khách, thứ hai là ngại gạ, tại vì các bạn sợ người ta đi làm xa, sợ đi làm xa đang đánh dở bận ấy. Nên thôi, giờ mùa này hơi ế một tí xíu nhé. Nhưng thôi không sao, ế nhưng mà tôi đánh vui vui đích này tí, là nào cũng lắm vàng, đánh chơi tí, đánh vui như này tí. Rồi toàn thời video nó dài, mình kết thúc video ở đây thôi. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nha. Xin chào nha.